8 vật chất kỳ lạ được khoa học vô tình phát hiện. Vũ trụ được tạo bởi muôn vàn những vật chất khác nhau, và dĩ nhiên là các nhà khoa học vẫn chưa thể nào giải mã được hết chúng. Trong số những vật chất mà chúng ta phát hiện, có những thứ vô cùng là kỳ lạ, thậm chí có thể nói là phá bỏ mọi quy luật. Nhờ chất lỏng siêu giới hạn, vật liệu siêu kỵ nước hay vật chất tối. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Taka Channel tìm hiểu về những vật chất đầy thú vị và cũng rất hấp dẫn này. 1. Triodide. Có lẽ là khi đi sâu chủ đề hóa học, chắc chắn là sẽ không khiến bạn nhàm chán. Đó có thể là một sự kinh ngạc đến bất ngờ. Trong khi bản thân triodide đề cập đến một hóa chất có thể được trộn lẫn với nhiều chất khác để tạo ra các hợp chất khác nhau. Tuy nhiên, triodide mà chúng ta nhắc đến ở đây là viết tắt của ion triodide, lại không hề giống như vậy. Nó thường là một chất màu hơi vàng, chuyển sang màu đỏ khi được điều chế để tạo ra nitơ triodua, với ký hiệu hợp chất vô cơ là Ni. Vậy thì điều gì làm cho nitơ triodua trở nên đặc biệt? Đó là một sự bùng nổ không hề báo trước. Hầu hết các chất nổ sử dụng trong quá trình hóa học khá là phức tạp và được kích thích bằng nhiệt như đốt cháy. Nhưng đối với triodua, nhiệt độ hoàn toàn là thừa thãi. Khi lấy 1g hợp chất này đặt lên bàn, vâng, tất cả mà những gì chúng ta thấy sẽ là bùm. Nó sẽ nổ tung ngay khi tiếp xúc đơn giản hoặc gặp sự ma sát rất là nhẹ. Vật liệu này vô cùng bất thường do tính dễ bay hơi, đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khiến nó phát nổ. Nếu có chất này ở đâu đó thì chắc người ta phải ký hiệu là tránh xa cả tầm tay người lớn với trẻ em, vì chỉ có các nhà khoa học mới đủ trình để chạm vào chúng mà thôi. 2. Vật chất tối. Vật chất tối là một trong những chất khó nắm bắt nhất trong vũ trụ. Điều đó khiến nó được cho là một trong những chất hấp dẫn nhất. Nó không thể nào bị phát hiện, bởi giống như Vanta Black, vật chất tối không hề khúc xạ ánh sáng. Thay vào đó, vật chất tối chỉ có thể được phát hiện bằng lực hấp dẫn của nó. Chúng ta thì biết nó ở ngoài đó, nhưng mà lại không thể nào nhìn thấy. Nếu chỉ dựa vào lượng vật chất sáng mà các kính thiên văn tìm thấy, thì mọi thứ không thể nào tồn tại như chúng ta đang thấy. Với tốc độ xoay quanh trục của từng thiên hà, cũng như sự xoay quanh lẫn nhau giữa các thiên hà lẫn các nhóm thiên hà, mọi thứ đáng ra phải văng ra từ phía. Lấy ví dụ như chính dải ngân hà. Với tốc độ xoay này, hệ mặt trời có lẽ đã không còn nằm ở nguyên chỗ. Sau một thứ vật chất vô hình nào đấy với khối lượng chiếm đến 84,5 toàn vũ trụ đã giữ cho mọi thứ nằm yên một chỗ. Và vì thứ vật chất này có khối lượng, nên các nhà khoa học cho rằng loại lực cơ bản mà vật chất tối có chính là lực hấp dẫn. Nhưng mà vì chúng ta không thể nào nhìn thấy được loại vật chất này, cũng như chưa tạo ra được chúng, nên vật chất tối còn những tính chất gì khác thì vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. 3. Vanta Black. Vanta Black là một vật liệu nhân tạo được phát triển bởi Surrey Nanosystem. Vật chất này được áp dụng trong hầu hết các loại sơn hoặc các loại đồ vật carbon. Nó được người ta ví như một hố đen nhân tạo, và bạn có biết lý do vì sao hay không? Bởi chúng ta biết rằng hố đen nuốt chửng mọi thứ, kể cả là ánh sáng, và Vanta Black cũng như vậy. Nó không hề có bất kỳ sự khúc xạ ánh sáng nào đối với các tia sáng khi chiếu vào. Nói dễ hiểu là ánh sáng gần như bị nó nuốt chửng. Vanta Black giữ kỷ lục thế giới với vật chất nhân tạo tối nhất và màu đen đậm nhất mà bạn có thể mua được. Người ta thậm chí còn phủ nó lên toàn bộ một tòa nhà Hàn Quốc để tạo ra nơi tối nhất trái đất, nhằm mô phỏng những nơi sâu nhất trong không gian. Mục tiêu là tạo ra trải nghiệm bị hấp thụ vào bóng tối, một đám mây đen sâu thẳm thẳm. Các vật thể ba chiều được phủ Vanta Black thực sự trông giống những cái bóng đen sâu thẳm. Thật là thú vị đúng không nào? 4. Graphene Agile. Graphene Agile là một loại vật chất nhẹ nhất thế giới, với trọng lượng nhẹ hơn gấp 7,5 lần so với không khí. Một mét khối của Graphene Agile cũng chỉ nặng chưa đầy 160g. Thậm chí Graphene Agile nhẹ hơn loại vật liệu nhẹ thứ hai thế giới là Aerographite tới 12%. Có một câu hỏi rất hay, đó là nếu nhẹ hơn không khí thì sao vật liệu này không thể bay? Đó là vì có nhiều khoảng trống giữa các phân tử của vật liệu này khiến cho không khí len lỏi vào được, giữ cho nó không bay lên. Có một biệt danh khá hài hước, đó là khói đóng băng. Aerogel là một dạng chất rắn có thể uốn dẻo, dẫn điện, chịu được lực nén và khả năng thấm hút rất là tốt. Cũng chính vì đặc tính kỳ lạ ở loại vật liệu này, nên các nhà khoa học đã khám phá ra được rất nhiều những ứng dụng tiềm năng, từ áo choàng tàng hình cho đến dọn dẹp môi trường. Chỉ với 1g aerogel cũng đủ để hấp thụ một số loại nguyên vật liệu có trọng lượng gấp tới 900 lần trọng lượng của chúng. Một ví dụ điển hình đó chính là dầu. 5. Vật liệu siêu kỵ nước. Đã bao giờ bạn thử lái xe trong trời mưa mà những hạt nước kia cứ che khuất tầm nhìn khiến bạn tức muốn nổ tung? Vậy thì không nghi ngờ gì nữa,
Vật liệu siêu kỵ nước chính là một thứ tuyệt vời dành cho bạn. Nó được sử dụng như một lớp phủ lên các đồ vật và mang lại khả năng chống thấm tuyệt vời. Vật liệu siêu kỵ nước thường được dùng để phủ lên các sản phẩm da và da lộn, hoặc lớp sơn phun bảo vệ công trình gỗ ngoài trời để bảo vệ chúng khỏi mưa và các yếu tố khác. Trên thực tế thì vật liệu siêu kỵ nước đẩy hầu hết mọi chất lỏng, khiến chúng co lại thành những quả bóng nhỏ mà thậm chí có thể lan xung quanh như những viên bi thực sự. Vật liệu này rất là tuyệt vời và có rất nhiều ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Nó có khả năng chống thấm đến mức nếu bạn xịt lên kính chắn gió cũ của một chiếc xe, bạn có thể lái xe dưới trời mưa với tốc độ lên đến 64 km/h mà kính chắn gió của xe sẽ không hề bị ướt. 6. Chất lỏng sát từ. Cái tên này nghe có vẻ hơi cấn cấn đúng không nào? Đã là sát rồi tại sao còn gọi là chất lỏng? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Thực chất thì ferrofluid cũng được làm từ sắt nhưng mà dưới dạng các ion, cho nên nó được coi là một loại chất lỏng có thể dễ dàng tạo thành các hình dạng kỳ lạ mà không cần chạm vào chúng. Thường đây là chất lỏng sẫm màu, hơi đen hoặc hơi xám. Nó hoạt động rất giống với bất kỳ chất lỏng nào khác khi mà chúng ở ngoài sự hiện diện của từ trường. Vậy thì khi gần từ trường nó sẽ như thế nào? Đó chính là điểm thú vị ở vật liệu này. Thời điểm khi chất lỏng tiếp xúc với từ trường, chúng trở nên từ hóa cao, biến hình uốn cong hoặc kéo thành hình dạng quái dị. Đây có thể nói là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Nhưng ngay khi loại bỏ từ trường, chúng lại nhanh chóng biến thành thể lỏng như bình thường. Thực chất chúng có mọi phản ứng của kim loại khi tiếp xúc với nam châm, chỉ khác là trạng thái lỏng mà thôi. 7. Nitinol. Nitinol là tên thương mại của nickel titan, một hợp kim kim loại có một số đặc tính cực kỳ là khác thường. Nitinol được sử dụng trong ngành y tế, nhưng mà nó cũng có những ứng dụng kỳ lạ khác nữa. Cái điểm kỳ quái với kim loại này là gần giống như loại kim loại lỏng trong phim Kẻ Hủy Diệt. Bạn biết bộ phim này chứ? Một loại chất luôn có thể trở lại hình dáng ban đầu cho dù có bị bóp méo thành bất kỳ hình dạng nào. Nitinol chính là một thứ như vậy. Nó có tính chất siêu đàn hồi, nếu không muốn nói là nó dường như có khả năng ghi nhớ hình dạng ban đầu của mình. Vì vậy nếu bạn tạo ra một vật thể từ nitinol và sau đó uốn cong biến dạng nó hoàn toàn, nó sẽ tự động thu thập thông tin và hình thành trở lại hình dáng ban đầu ngay trước mắt bạn. Chính thuộc tính bộ nhớ hình dạng này đã làm cho nó trở nên thú vị và thiết thực hơn bao giờ hết. Stent, một khung đỡ đặt trong lòng động mạch vành dành cho những người thiếu máu cơ tim hoặc là có nguy cơ nhồi máu cơ tim, chính là một ứng dụng tuyệt vời của nitinol. Nó có thể uốn cong trong cơ thể con người khi cần thiết, có độ bền của kim loại và có thể trở lại hình dạng ban đầu mỗi lần bị cong vành. Thật là ảo diệu đúng không nào? 8. Hydrogel. Ngay sau đây là một thứ còn ảo diệu hơn khi là sự hòa trộn của chất lỏng và rắn. Hydrogel là một nhóm chất đầy hấp dẫn. Nó luôn duy trì hình dạng như một chất rắn thông thường, tuy nhiên có thể uốn cong và biến dạng một cách đáng kinh ngạc, giống như chất lỏng với độ dẻo cực kỳ ấn tượng. Hydrogel là một loạt các polymer chứa cả tính chất hóa học và vật lý, làm thay đổi trạng thái của chúng từ thể rắn sang thể lỏng một cách liền mạch. Khi đun nóng thì các protein polymer phân tán và di chuyển tự do. Khi được làm lạnh, những protein tương tự cứng lại nhưng mà không mạnh giống như nước. Những protein này làm cho hydrogel trở thành một trong những chất đầy khác thường. Khả năng hóa lỏng hoàn toàn, lấp đầy một khoảng trống, sau đó đông đặc lại mà vẫn linh hoạt của chúng thật là đáng kinh ngạc và có nhiều khả năng áp dụng được vào thực tế. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu qua những vật chất được cho là kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Và nếu luôn có sự yêu thích bất tận với khoa học, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Top 9 chất hóa học nguy hiểm nhất trái đất đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.